Trong trận đấu vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ giữa đội tuyển Argentina và Ecuador diễn ra sáng 8 tháng 9, Messi đã có màn trình diễn đẳng cấp và ghi siêu phẩm sút phạt ở phút 78 để giúp đội tuyển Argentina giành trọn 3 điểm. Trước khi trận đấu trên sân Antonio Vespucio Liberty diễn ra, đội tuyển Argentina đang có chuỗi 5 trận bất bại trước đội tuyển Ecuador, nhà vô địch World Cup 2022 tháng 4, hòa 1 và ghi đến 15 bàn vào lưới đối thủ. Ecuador cũng là một trong những đối thủ yêu thích của Messi tại khu vực Nam Mỹ. Cầu thủ đang khoác áo Inter Miami đã có 6 lần chọc thủng lưới đội tuyển Ecuador trong 5 trận gần nhất và anh tiếp tục được chờ đợi sẽ tỏa sáng ở màn so tài này. Đối mặt với hàng phòng ngự chặt chẽ của đội khách nhưng Messi vẫn cho thấy sự hiệu quả. Anh giúp đội tuyển Argentina cầm bóng đến 75% và liên tục tạo ra sóng gió trước khung thành của đội tuyển Ecuador. Ngay trong hiệp 1, cựu cầu thủ của Barca đã tạo ra 2 cơ hội ngon ăn cho đồng đội nhưng đều không thể tận dụng được. Phút 16, Messi trực tiếp thử tài thủ môn Hernan Galindez nhưng đáng tiếc cú sút nguy hiểm của anh lại đưa bóng lại đi chệch khung thành trong gang tấc. Mặt khác, ở những pha bóng quyết định, các tiền đạo của La Albiceleste vẫn bỏ lỡ thời cơ một cách đáng tiếc. Giữa lúc thế trận bế tắc, khả năng thiên tài của Messi một lần nữa được thể hiện. Phút 78, từ một quả đá phạt cách khung thành đối phương hơn 20m, Messi đã thực hiện cú sút đẳng cấp khiến thủ môn Hernan Galindez chỉ biết đứng nhìn bóng bay vào lưới. Đáng chú ý, đây là bàn thắng thứ 104 của Messi trong màu áo của đội tuyển Argentina và là pha sút phạt thành bàn thứ 65 trong sự nghiệp của La Pulga. Đồng thời Messi cũng đã cân bằng kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất ở vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ của chân sút người Uruguay, Luis Suarez, 29 bàn. Ở tuổi 36, Messi vẫn thể hiện đẳng cấp và chứng minh mình là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại của làng túc cầu. Bàn thắng duy nhất của Messi đã giúp đội tuyển Argentina giành trọn 3 điểm và tạm vươn lên dẫn đầu bảng. Ngày 13 tháng 9, Messi và đồng đội sẽ có trận đấu thứ hai tại vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ. Đối thủ của họ là đội tuyển Bolivia. Đây là một trong những đội tuyển yếu nhất Nam Mỹ và Messi được mong chờ sẽ tỏa sáng để giúp nhà vô địch của World Cup 2022 thắng trận thứ hai liên tiếp.